Chào tất cả các bạn, trong clip hôm nay mình sẽ trả lời một cái câu hỏi mà rất là nhiều bạn hỏi, đó chính là về cái phím đàn. Thì Hoàng biết là đa phần các bạn, các clip mình dạy mình đều sử dụng phím rất là nhiều. Trong các khóa học của mình cũng sử dụng phím, hay tiếng Anh gọi là pick nha các bạn. Thì lý do tại sao như vậy thì đa phần là các bạn thấy là các bạn nhạc hoặc là cái người đánh guitar trên thế giới mà trong bài nhạc hoặc trình diễn thì họ sử dụng phím nhiều hơn là dùng ngón. Và thường là các bạn thấy là các bạn đánh nếu mà ngón móc rồi trên guitar thùng xong rồi các bạn đưa cây guitar điện các bạn rất khó để các bạn đánh. Nhưng mà nếu các bạn đánh trên guitar thùng các bạn tập sử dụng phím xong rồi thì đưa các bạn cây guitar điện các bạn tiếp xúc và các bạn đánh nó sẽ ok hơn ha. Đó là cái quan điểm của mình thôi. Và thường là các bạn thấy là trên YouTube của Việt Nam mình dạy dùng ngón móc rất là nhiều, không ai dạy dùng phím cả. Thì mình dạy dùng phím thế thôi. Thì hôm nay sẽ nói một vài cái điểm khác biệt để các bạn trong việc lựa chọn phím sao cho nó phù hợp với cái khả năng của mình và cái thể loại mà mình chơi. Thì đầu tiên mình nói về cái hình dạng. Thì có khá là nhiều cái hình dạng khác nhau, nhưng cái phổ biến nhất người ta gọi là phím giọt nước. Thì các bạn nhìn này, nó giống như là cái giọt nước ha. Rồi dớt xuống ha. Đây. Thì là nó những cái giọt nước này có hình thù hơi khác nhau một tí, có cái là nó thuôn dài, có cái thì nó nhỏ hơn, các bạn thấy không? Như thế này, có cái thì nó trơn, có cái thì trên này nó có những cái chấm để cho các bạn bấm vào nhám nhám. Cái thứ hai mình muốn nói với các bạn đó chính là về cái độ dày, và đây là cái quan trọng này, cái độ dày của phím. Thì những cái lỗ phím mỏng thì các bạn có thể thấy nó rất là mỏng như thế này, nó khoảng 0.5, 0.7 gì đó, thì bạn thấy là bạn dễ dàng bẻ cong nó như thế này. Đó. Và cái này thì là mình đã khuyên là không nên xài. Bởi vì sao? Một tí các bạn thấy là mình sẽ đánh với cái cây đàn, các bạn sẽ thấy được cái lý do ha. Nó quá mỏng. Thì theo mình thì ít nhất cũng phải là 1mm trở lên. Thì thông thường ở đây các bạn thấy là với khoảng 1mm, 1.2 gì đó thì bẻ cong nó hơi cong xuống một tí thôi, rất là khó cong. Còn ví dụ như là cái Dunlop 2.0, tức là như của Yngwie Malmsteen xài cái kiểu dày như thế này thì các bạn hầu như bẻ không thể cong nổi được. Thì với cái phím dày như thế này, các bạn đánh các thể loại mà cần tốc độ hoặc là rock rồi đa phần là họ xài phím dày như thế này đó, để cho cái độ cứa vào dây nó mạnh mẽ hơn ha. Và cái độ bị uốn cong khi mà tương tác với dây đàn gần như nó không có ha, và nó cái độ precise, cái chính xác nó cao hơn ha. Cái thứ hai nữa là các bạn thấy là nếu mà mình control tương đối tốt thì những cái phím cỡ 1.2 là cũng rất là tốt rồi. Bản thân mình thì sau khi xài nhiều rồi thì mình lại xài cái phím MacGrip Zaba, nó rất là nhỏ. Một số bạn xài cái phím giọt nước lớn như thế này qua xài cái này cũng không được, cái này do thói quen thôi. Thì với cái phím này mình cảm nhận là nó ra đúng cái tiếng của cái cây đàn hơn. Khi mà mình đánh vô mình cảm thấy là bass, mid hay là treble gì đó, nó ra nó cân bằng hơn so với là cái phím mỏng kia. Thì với cái phím như thế này các bạn thấy là hầu như cái độ uốn cong nó không có. Khi mình tương tác vô cái dây á, mình đánh rồi xong chỉ có cái dây nó rung thôi, và khi mình lướt qua cái nốt qua cái gì khác thì nó không cần phải là gọi là bị cong lại, cong phục hồi là cái độ thẳng của nó nữa.
thì cảm giác nó sẽ ok hơn. Do đó mình khuyên các bạn là nên kiếm cái phím giọt nước, dĩ nhiên có nhiều cái kích thước lớn nhỏ sao cầm phù hợp tay của các bạn. Tuy nhiên là cái độ dày thì mình khuyên là ít nhất là 1 mm trở lên nha các bạn. Hy vọng là clip nhỏ này giúp ích cho các bạn. Nếu bạn nào đang muốn dấn thân vào con đường tập đàn mà chưa biết là đi như thế nào, hãy đăng ký khóa học guitar cơ bản cho người mới bắt đầu, hoặc là các khóa luyện ngón, cái combo nữa, giá cũng đang rất là tốt, sẽ giúp cho các bạn bắt đầu một cách là đúng đắn, tiếp cận như thế nào để chúng ta thể làm chủ được cái đàn guitar ở mức cơ bản để sau đó có thể tự học tiếp nhé. Thì hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Xin chào.